Với quyết tâm làm cho cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2012 thực sự bùng nổ, ngay từ những ngày đầu, ban tổ chức đã làm việc thật nghiêm túc với mục đích để cuộc thi năm nay thực sự trở thành sân chơi đầy cảm hứng và bổ ích cho toàn thể sinh viên đại học FPT trên toàn quốc. Lễ phát động đã bắt đầu được gần một tháng mà số lượng đề án kinh doanh gửi về còn quá ít. Ban tuyển sinh chạy đôn chạy đáo, nào gọi điện thoại, nào gửi email, nào động viên khích lệ để các bạn sinh viên mau chóng gửi đề án về tham gia cuộc thi. Và cuối cùng ban tổ chức đã nhận được tròn trịa 60 đề án. Công tác chấm các đề án diễn ra hết sức nghiêm túc, cởi mở và kỹ lưỡng. Ban tổ chức liên tục tổ chức các cuộc họp sôi nổi, đôi khi rất căng thẳng, nhưng rồi mọi việc cũng đều được giải quyết để có một cách thức tổ chức hợp lý và sinh động nhất. Đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ trưa, đã thấm mệt, đói meo, nhưng tất cả không quản ngại vì muốn hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức cuộc thi sao cho tốt đẹp nhất. Tiểu ban truyền thông của chúng tôi luôn luôn cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất, kịp thời nhất tới các bạn để các bạn nắm rõ được cuộc thi và tham gia vào cuộc thi một cách tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Cô hy vọng rằng là ngoài cái yếu tố sáng tạo là yếu tố đầu tiên trong cái đề án của các bạn thì các bạn còn thể hiện được tính thực tiễn cũng như là quyết tâm của mình sẽ biến cái dự án này, dự án trên giấy này thành sự thật. Và không có gì mong muốn hơn đến cả sinh viên đại học FPT có thể khởi nghiệp từ những cuộc thi nho nhỏ như thế này. Đêm gala chung kết đã cận kề, cuộc tổng duyệt diễn ra khẩn trương và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không gian cuộc thi năm nay được dàn dựng công phu và hiện đại hơn. Các công tác chuẩn bị và hậu cần cho buổi lễ cũng được xem xét thật kỹ lưỡng. Đây rồi, ba đội từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã ra tới Hà Nội. Ban tổ chức đã có mặt ở sân bay Nội Bài để chào đón các bạn. Chúc các bạn có một đêm chung kết thật bùng nổ và sau đó có những ngày tham quan Hà Nội thật vui.